Thôi chào tất cả các bạn nha, mình đang ở Cầu Đất đây các bạn ơi, rất là gần đồi chè. Đi lên một cái tiệm giặt ủi mới mở các bạn, bây giờ đi lên trên nóc nhà để săn mây đó. Bây giờ đi lên cầu thang nha. Tiệm giặt ủi của anh Vinh các bạn ha, mình có giới thiệu trên kênh Mẹ Miền Tập Lục của các bạn. Hôm nay mình đi lên đây để mình hỗ trợ anh Vinh những cái công đoạn tiếp theo các bạn nha. Đây là căn nhà ta 6 tầng lầu các bạn, mỗi một tầng là một dịch vụ, đây là trung tâm ngoại ngữ các bạn ha. Rồi mình đi tiếp nha. Cái này bước ra ngoài được không anh? Quá đẹp, quá đẹp. Ở thành phố buồn kìa, múc bên kia có thành phố buồn kìa. Cái gạch này là gạch anh Văn là thi ấy rồi, nó đang làm khi mà tổ chức sự kiện kết hợp với cái học tiếng Anh. Nó là mấy cái bên như này trước lúc có mặt những thứ hai đây sáu của đội vừa. Các bạn thấy mấy cái có xe gió không? Điện gió đó. Bữa làm sử dụng giặt ủi là tôi phải bắt thành cái bồn lượng nước chứ. Dạ, lượng nước xài thôi cỡ này cho lên. Ở trên có cái bồn 2.000, nhưng mà từ lúc mấy bữa trời nắng nó thấy giờ mấy quạt gió nó còn sương nên nó rần lấp mờ đó. Rồi bây giờ là cái này là cái dãy núi ở phía sau lưng nhà các bạn. Các bạn thấy không? Bây giờ mình đi xuống cái chỗ phòng giặt nha. Nhà ảnh có hai cái mặt tiền. Cầu thang hơi bị gắt nhưng mà đẹp lắm các bạn ơi. Các bạn thấy không? Tuyệt vời nè. Đó, tiếp nha. Đây là mặt sau. Đây phòng giặt sấy nha các bạn. Đây giặt ủi nha, đó giặt sạch sấy khô xếp gọn. Cây trò quốc lộ 20 Xuân Trường, số điện thoại nha các bạn. Đó. Gấu bông nè, giày dép. Rồi vệ sinh khép kín nha, tức là phòng giặt, phòng phơi, sấy quần áo đều nằm trong phòng kín hết. Bây giờ mình đi vô nha. Đây anh làm một cái xào phơi mền nha các bạn. Đó, bước vô là phòng kín, nghe mùi thơm rất là thơm. Lái xe mới nghỉ, bán xe nghỉ rồi xong rồi về nhà ông anh ở nhà không biết làm, mình thấy tuyệt vời chưa các bạn. Máy nó giỏi làm luôn, nói chung là tự nhà cửa rồi lên mạng không sơ hết mấy cái này nè anh. Mấy cái này đây là cao đây lên cao dữ nhất, tại vì cái hệ thống nước thoát là nó nằm ở dưới cây rồi phải bắt cao lên do cái hệ thống nước thoát cao bằng cái nhiệt thấp này thôi nè là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ cái ống nước á là nó nằm đây rồi đó.